When you find yourself in danger, when you're threatened by a stranger, when it looks like you will take a licking, there is someone waiting who will hurry up and rescue you. Just call the Super Chicken. Call the Super Chicken. Gặp lại quý vị khán giả trong chương trình truyền hình thực tế Kế hoạch gia đình hạnh phúc. Kính thưa quý vị thân mến, những nỗ lực trong luyện tập, những nụ cười, những thất vọng, những bất ngờ, những thú vị luôn luôn tràn ngập trong chương trình Kế hoạch gia đình hạnh phúc. Và quan trọng là những điều bất ngờ. Hôm nay quý vị sẽ đến một chương trình cũng đầy những tính bất ngờ. Vâng, và điều bất ngờ đó chính là chương trình của chúng ta sẽ là một số rất đặc biệt. Ở chương trình này chúng ta sẽ cùng nhìn lại một chặng đường 25 số mà chương trình Kế hoạch Gia đình Hạnh phúc đã đi qua. Và chúng ta sẽ cùng chia sẻ những thông tin thú vị về những người thực hiện chương trình cũng như các gia đình đã tham gia. Và bây giờ những bất ngờ nào đây? Xin mời quý vị hướng về màn hình. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình truyền hình thực tế Kế hoạch Gia đình Hạnh phúc, lần đầu tiên được phát sóng tại Việt Nam. Ngày 30 tháng 3 năm 2008, chương trình truyền hình thực tế Kế hoạch Gia đình Hạnh phúc số đầu tiên đã ra mắt khán giả xem đài. Kết quả gặt hái được là giải khuyến khích của Liên quan Điện ảnh Truyền hình Thể thao Quốc tế FIX Việt Nam lần thứ 4 và bằng khen tại Liên quan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 28. Quan trọng hơn, chương trình đã nhận được sự quan tâm không chỉ của các gia đình người chơi mà còn đông đảo khán giả xem đài. Quan tâm bởi cuộc viếng thăm bất ngờ của sứ giả, bởi tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên tới 100 triệu đồng và bởi sự đa dạng của các thử thách. Khán giả còn quan tâm và rất yêu thích bởi chương trình Kế hoạch Gia đình Hạnh phúc thực sự là cơ hội để ông bố vượt qua bản thân vào khoảnh khắc quyết định, để mọi thành viên trong gia đình gần gũi và hiểu nhau hơn, và để những ước mơ được trở thành hiện thực. Trên hết, điểm cuốn hút nhất và được sự chờ đợi của mọi người vẫn chính là được xem câu chuyện riêng của từng gia đình khi đối mặt với thử thách. Nhưng khoảnh khắc quyết định vẫn là thực hiện thành công thử thách trên trường quay với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả. Cả trường quay như im lặng đến từng hơi thở, chờ đợi khoảnh khắc chinh phục thành công thử thách của các ông bố. Để rồi những cung bậc cảm xúc của mọi người cứ đến tự nhiên và mọi chuyện cứ diễn ra chân thật, không cần sự dàn dựng. Và dù có thế nào thì tất cả đều hạnh phúc. Thử thách là gì? Khi mua bản quyền của đài truyền hình TBS Nhật Bản, công ty truyền thông MCV, nhà sản xuất chương trình tại Việt Nam đã mua luôn thư viện thử thách gồm hơn 200 thử thách rất độc đáo từ đài TBS. Phong phú và đa dạng, đổi mới và hấp dẫn sao cho phù hợp với Việt Nam. Thử thách bao gồm nhiều lĩnh vực, trong đó có các thử thách mang tính thể thao vận động như tân bóng, đánh golf, nhảy dây, lắc vòng, ném bóng rổ, vân vân. Thử thách thiên về sự khéo léo tinh tế như tung hứng 3 túi đậu, tung hứng trứng gà, gấp đậu, phân biệt 7 loại nước uống tinh khiết, xếp 300 đồng xu, lắc 5 hạt xúc xắc thành tháp, gọt vỏ táo, vớt cá vàng, vân vân.
Mãn thử thách về trí nhớ như nhớ 120 số sau Shopee, nhớ 187 nhà ga, nhớ họ tên của 100 người mẫu, nhớ 120 công trình kiến trúc, bản nguyên tố tuần hoàn hóa học nhân dân. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi điểm lại các thử thách và xem thử liệu mình có thể chinh phục được thử thách hay không. Prometi Gasolini Ready. Chợ Tía, từ tính Văn Điển, Giáp Bát, Hà Nội. Một, hai, ba, chiến thắng. Tháp chuông dùng biên giới Pháp Mỹ. Chúc mừng. Bình tĩnh. Vâng, chỉ còn một cái tâm giác nữa thôi. Một phút đã trôi qua, hết sức bình tĩnh. Anh đã làm rất tốt rồi. Bây giờ thì một, hai, ba, bắt đầu. Wow. Chiến thắng đang rất gần anh.
quả, từ từ, bình tĩnh. Quyết định. Bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Bình tĩnh, hít thở. Hít thở thật sâu, hít thở vào sâu. Được 4 quả rồi, chỉ còn một quả bóng định mệnh nữa thôi. Một, hai, ba, bắt đầu. Quý vị thân mến, để có những hình ảnh bất ngờ, thú vị như nụ cười rạng rỡ, những giây phút ngạt thở và những vỡ òa hạnh phúc, có đôi khi là những giọt nước mắt hạnh phúc, làm được những điều đó không đơn giản chút xíu nào cả. Xem trên TV thì quý vị khán giả chỉ có thấy anh Quyền Linh, thấy Quỳnh Hoa, thấy sứ giả hạnh phúc và các gia đình mà thôi. Nhưng quý vị biết không, thực tế đằng sau lưng chúng tôi còn rất rất nhiều người phải phục vụ cho chương trình này. Chúng ta hãy xem họ là ai, họ làm gì, họ nói gì nhé. Chương trình truyền hình thực tế Kế hoạch gia đình hạnh phúc không chỉ thu hút đông đảo khán giả tại Nhật Bản mà còn ở các nước được đài truyền hình TBS chuyển giao bản quyền sản xuất như Thái Lan, Đài Loan, Mỹ, châu Âu. Vì vậy, toàn bộ ekip đã gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện. Khó khăn vì phải làm sao cho giữ được nội dung theo format nhưng phải phù hợp với người xem tại Việt Nam và không mất đi sự hấp dẫn vốn có của chương trình. Với lực lượng thực hiện gần 100 thành viên phục vụ trong nhiều khâu, từ tiền kỳ đến hậu kỳ, thì việc kết hợp, gắn bó làm việc cùng nhau trong suốt chặng đường 25 số vừa qua không phải là đơn giản. Tất cả đều phải cùng chuẩn bị, làm việc với tinh thần hợp tác và đồng nhất. Đồng thời, ekip thực hiện phải luôn nỗ lực hết mình. Bởi lẽ, mục đích cuối cùng cũng là đích đến chung của tất cả những người thực hiện, là làm sao mang đến cho khán giả các chương trình thật sự lôi cuốn, hấp dẫn, không nhàm chán. Riêng những gia đình tham gia, khi xem lại, chương trình sẽ luôn là kỷ niệm đẹp và hạnh phúc. Nỗ lực suốt những ngày qua. Tham gia rất là nhiều chương trình rồi nhưng mà phải thật sự là tham gia chương trình này đến cái giờ phút này thì mình mới cảm thấy là rất là vui, giống như là mình được hòa cùng với từng thành viên trong gia đình. Lần đầu tiên mà chị nhận cái chương trình làm sứ giả này chị cũng ngại lắm, tại vì mặc dù mình là nghệ sĩ diễn kịch trước mặt bao nhiêu người thì không có khớp, nhưng mà lần đầu tiên mà làm dạng như MC thì mình rất là khớp. Rất là vui. Bởi vì hình như là cái kiểu thực hiện chương trình và cái trò chơi này nó cũng lạ, nó khác như cái trò chơi mà tôi đã từng xem trên truyền hình. Cái khó khăn là mình cần phải có những cái thích ứng, những thích ứng với lại từng hoàn cảnh của mỗi gia đình. Đó, cho nên là phút đầu thì đúng là rõ ràng là mình có những bỡ ngỡ đó. Khó khăn thì thật ra cũng không khó khăn gì mấy, chỉ là có nhiều chỗ, ví dụ như phải kêu gào thảm thiết quá, phải la dữ quá, cho nên là mà mỗi lần làm một cái kịch bản thì cũng hơi dài, cho nên là nó cũng ảnh hưởng đến cổ họng. Được tới những cái nhà mà người ta được trúng tuyển để mà người ta bốc thăm như vậy đó thì kiểu mà lấy thấy gia đình họ vui lắm thì cái mình cũng vui lay theo. Mình có thêm cái được là cái sáng tạo trong nghề, với cái nữa là ăn nói sao về vấn đề MC cho nó lưu loát hơn, cho nó hấp dẫn hơn, cho nó thu hút với khán giả xem đài hơn. Thì khi chương trình phát sóng khoảng hơn 10 số, thì chúng tôi cũng nhận được nhiều thư của khán giả, thì khen cũng có, mà chê cũng có. Tức là khi người ta khen thì là một cái game như vậy là tổ chức rất công phu và được người ta luyện tập và người ta thành công và người ta lãnh được giải thưởng. Còn một số người là không chơi được thì họ lại nói là khó quá. Thì tôi nghĩ nếu mà Kế hoạch gia đình hạnh phúc chúng ta thực hiện tốt và phong phú, đem lại những cái trò chơi đa hình, đa dạng, thì chắc chắn là sẽ được khán giả chấp nhận và sẽ có những cái chiều hướng phát triển tốt hơn nữa. Chúc quý vị khán giả sẽ có nhiều chương trình truyền hình thực tế hay hơn nữa. Và chương trình Kế hoạch gia đình hạnh phúc với sự hợp tác của Đài truyền hình TP.HCM, hãng phim Cửu Long và công ty truyền thông MCV sẽ ngày càng phát triển và nó sẽ là niềm vui cho quý vị khán giả xem chương trình cũng như là niềm vui cho các gia đình tham gia chương trình. Trời ơi, nãy giờ đã thấy rất là nhiều người nói, ai cũng nói, Hoa cũng nói, mà hình như thiếu có mỗi anh Linh chưa nói câu nào. Anh Linh tham gia rất nhiều chương trình rồi nhưng mà riêng Kế hoạch gia đình hạnh phúc thì anh cảm thấy sao? Anh buồn lắm. Sao vậy? Anh luôn luôn mừng cho người khác.
cảm giác sung sướng giùm người khác. Anh có một mơ ước chưa bao giờ anh trở thành hiện thực, đó là anh trở thành thí sinh tham gia chương trình Kế hoạch Gia đình Hạnh Phúc để anh thử cảm giác của mình xem mình trúng được 100 triệu nó như thế nào. Nhưng mà trúng được 100 triệu anh sẽ thấy cái cảm giác nó vui, thật là vui mà nó sướng, thật là sướng luôn. Nghe Quỳnh Hoa nói cũng đủ sung sướng lắm rồi. Ước gì bây giờ mình được đứng trên cái bục giải thưởng ta. Thế thì tại sao anh không thử làm thí sinh đi? Hãy tham gia vào chương trình Kế hoạch Gia đình Hạnh Phúc. Không có bục giải thưởng đâu. Quỳnh Linh thử đứng lên. Đây, lên đây, lên đây, lên đây. Trời, sao tới mình sao không có giải thưởng gì thường vậy? Không sao, không sao. Anh cứ thi đi và nếu anh chiến thắng thì Hoa sẽ mang giải thưởng lên đây cho anh. À, thật sự là như vậy. Mà à, nếu thi thì anh sẽ... anh muốn được thi cái thử thách nào nè? À, Quỳnh Hoa thử kể một số gì, thử thách của chương trình. Ví dụ như là ném lá bài, cắt đứt trái dưa leo. Cắt đứt dưa leo, cái này khó à nha. Xếp 300 đồng xu. Cái này khó dữ nữa. Xếp 30 hạt xúc xắc. Hả? Khó quá ta. Sao cái gì cũng khó vậy anh? Giờ anh muốn chọn cái nào nào? Có cái trò mình thấy dễ dễ nhất là bắt lươn. À... bắt lươn, mấy con lươn bò 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 trong thùng kiến á. Họ mà... ta vô bắt trong vòng bao nhiêu nó bắt hết mấy con lươn. Không đơn giản đâu. Thôi dễ, Linh có một cách là chỉ cần Linh giả bộ giấu viên thuốc ngủ trong tay giả bộ. Sờ 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 mấy con lươn ngủ hết, thế là bắt rất đơn giản. Nói với anh thì ai cũng có thể mang được 100 triệu về nhà một cách quá dễ dàng đúng không nào? Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ với các gia đình xem họ đã vui buồn như thế nào với chương trình Kế hoạch Gia đình Hạnh Phúc. Xin mời quý vị. Rất là vui. Chương trình, mình thấy chương trình tạo một cái điều kiện cho mình. Thứ nhất là mình có một cái hy vọng, mình có một cái đích đến. Thì rất là vui, gia đình mừng lắm, nghĩ là chắc là không được. Đăng ký thì không biết chừng nào mới có, nhưng mà tự nhiên cái thấy sứ giả tới, mình cũng bất ngờ. Thưa quý vị khán giả, có một điều rất xúc động mà nãy giờ Quỳnh Hoa chưa muốn nói với quý vị. Đó là lúc nãy khi trước khi anh thực hiện thử thách của mình thì chị Nga đã chia sẻ tâm sự với chúng tôi rằng ngày xưa khi con trai của anh danh thi đại học thì anh đã nói với con rằng nếu như con thi đại học thì ba sẽ mua cho con một chiếc xe. Nhưng mà lúc con trai của anh thi đậu một lúc hai trường đại học thì rất tiếc là lúc đó khả năng của gia đình anh không thể tặng cho con trai mình được chiếc xe, và ngày hôm nay chính nhờ chương trình Kế hoạch Gia đình Hạnh Phúc anh đã thực hiện được lời hứa với con trai của mình. Chúng ta hãy chúc mừng cho anh Tân và gia đình mình. Còn có cả những giọt nước mắt hạnh phúc và những tình cảm được chuyển hóa thành lời. Trong tuần qua thì đây có thể là tuần duy nhất mà cả gia đình mình đoàn kết nhất. Con cảm thấy rất vui, nhưng dù cha có thắng hay không thì cả nhà cũng rất hãnh diện vì cha. Cha đừng có hồi hộp, cứ nghĩ đây là trò chơi, thắng thì trời cho, mà thua thì trò chơi nha ba, con gái của ba. Chuẩn bị thơ cho ba nữa. Chuẩn bị sẵn một bức thư cho ba nữa. Ba đã cực khổ tập luyện để mang giải thưởng về cho gia đình. Dù thắng hay thua, ba vẫn là ba của con thương ba nhiều lắm. Tình yêu thăng hoa cùng Kế hoạch Gia đình Hạnh Phúc. Hay quá luôn. Cái này nữa. Find yourself in danger when you're threatened by a stranger. When it looks like you will take a licking. There is someone waiting who will hurry up and rescue you. Just call Super Chicken. Call the Super Chicken. Thực ra thì cái ngày đầu tiên quay cực lắm, cực vô cùng, đến nỗi mà Hoa bảo là kiên quyết thôi, không làm cái chương trình này nữa vì quá mệt. Nhưng mà khi mà bắt đầu nó vào cái guồng máy rồi, mọi thứ nó trôi chảy rồi thì cảm thấy hứng thú hơn. Và quý vị biết không, rất là bất ngờ khi mà về nhà có một hôm vô tình Hoa xem lúc phát chương trình thì con gái đang nằm ở trên giường ngồi bật dậy: mẹ ơi mẹ, chú này chú có chiến thắng được không mẹ? Và bé cũng ho hết đâu, coi như là cổ vũ cho ông bố của gia đình. Thì mình cảm thấy là thực sự là nó đã có một cái sức hút với người xem. Kỷ niệm mà đáng nhất nhớ nhất khi tôi tham gia chương trình Kế hoạch Gia đình Hạnh Phúc thì có lần tôi đến nhà một cái người chơi, tôi chỉ anh ta lắc vòng. thì tôi có hướng dẫn anh ta lắc, nhưng thật sự thì tôi không phải là diễn viên xiếc, chỉ có diễn viên xiếc thì người ta mới làm được cái động tác đó thôi. Nhưng tôi lắc thì vòng nó tuột quá, thì cái anh bảo nếu mà anh hướng dẫn tôi thì chắc tôi thua quá. Cái vui nhất là làm một cái chương trình mà gọt mà trái táo mà ba thước đó, cái đó thì nó hơi, tại vì nó dài quá đó, rồi mình có chiều ngang khiêm tốn cho nên leo lên ghế. Kỷ niệm vui vui. Riêng cái Kế hoạch Gia đình Hạnh Phúc thì có những cái kỷ niệm đẹp. Có khi cái chương trình đi vào cái vùng gian mà nông thôn á, thì mình nghĩ rằng những người đó không biết mình. Sau cùng á, như nói nãy nó có cái lợi thế. Sau cùng những gia đình đó mời cái ăn
cái dịp này rồi còn mời các anh tới một dịp khác để chung vui với chúng tôi trong đám cưới đám tiệc gì đó. nó không đào không đi vào công việc, thì đây là cái kỷ niệm êm đềm đối với cuộc đời khá sóng gió của cả. Mong rằng những thú vị, những bất ngờ, những khoảnh khắc ngọt ngào sẽ bị cắt. Bây giờ thì xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với gia đình của anh Nguyễn Hồng Ngọc. Xin mời. Vâng, và bây giờ thì xin mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với gia đình của anh Nguyễn Hồng Châu. Xin mời hết. Sau đó là Phi Lá Bèo. Phi Lá Bèo chắc chắc chưa lan. Rồi, bây giờ thì Quỳnh Hoa và Quỳnh Linh phải nói lời chào tạm biệt và mong rằng tất cả chúng ta hãy cùng đến với gia đình hạnh phúc để tận hưởng những giây phút bất ngờ và thú vị của chương trình kế hoạch gia đình hạnh phúc. Quên nói chủ nhật. Quên gì đó? 22 giờ tối chủ nhật. À, tối chủ nhật. Ok, rồi lắm. Thôi cứ để đó. Chút gửi xe. Cùng chào đón đại gia đình gồm 11 thành viên đáng yêu, gia đình anh Bùi Quang Huy. Chúc mừng rất là tuyệt vời, chỉ một lần thực hiện duy nhất thôi anh đã chiến thắng. Xin được chào cả gia đình mình. Và lần này thì quý vị cũng thấy rất là đặc biệt là có đến 5 màu áo đỏ xuất hiện trong chương trình kế hoạch gia đình hạnh phúc của chúng ta, bởi vì sẽ có đến 5 thành viên cùng tham gia. Úi da, cẩn thận một chút. Cậu con trai hóa trang thành hoàng thượng và kiểm tra bài cũ của ông bố, dí dỏm quá trời luôn. Khắp bình đều thượng tức có tầng dị an viên và ô nay chẳng bom dầu dây lông cánh bảo chánh trạng táo giao huynh suối kiết sông dinh vàng mương máng vàng tiết ba lâm. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã trải qua 25 số trong chương trình kế hoạch gia đình hạnh phúc. Những nỗ lực của tập thể làm chương trình cũng đã đem đến cho quý vị những điều bất ngờ, những thú vị, những ngọt ngào, những nuối tiếc với chương trình kế hoạch gia đình hạnh phúc. Nhưng đây thì Quỳnh Linh và Quỳnh Hoa cũng xin nói lời cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, cũng như những đóng góp của quý vị đã gửi đến chương trình kế hoạch gia đình hạnh phúc. Và quý vị biết không, đã có rất nhiều những ý kiến gửi về cho chương trình của chúng tôi, mà trong đó nhiều nhất đó là nên thay đổi giờ phát sóng. Làm thế nào để có một giờ phát sóng ổn định để quý vị khán giả có thể dễ dàng theo dõi chương trình. Chính vì vậy mà sau ngày hôm nay, xin cho phép chúng tôi được tạm ngừng phát sóng chương trình truyền hình thực tế kế hoạch gia đình hạnh phúc. Xin quý vị đừng buồn, bởi vì chương trình kế hoạch gia đình hạnh phúc sẽ quay trở lại vào một thời gian sớm nhất, và những bất ngờ, những thú vị, những khoảnh khắc ngọt ngào sẽ trở lại quý vị một ngày sớm nhất với kế hoạch gia đình hạnh phúc. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.